Các bạn đang nghe radio trên những ngón tay đang. Radio số này thì Tùng sẽ thử ghi âm khi mà mình ngồi bên trong một chiếc xe taxi dạo đường phố, trời thì đang mưa. Rất là chill ha. Hy vọng là chúng ta sẽ có một không khí thật mới lạ. Rồi, bắt đầu. Radio người yêu cũ bản thu. Người yêu cũ, khái niệm cũng biết gây đau đó, bạn quên rồi. Có hỏi thì bạn cũng thì quên rồi, nhớ chỉ không biết. Người từng yêu, nhưng bỗng một ngày ngưng yêu, nên thành cũ. Hóa ra, ám ảnh ngọt ngào đó cũng đeo bám rất dai, đeo mang suốt đời, có khi. Vì là cũ nên có cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chúng ta đi cùng nhau, thở cùng nhau, dúi vào tay nhau những ước hẹn để mai sau, ngày sau lại là cùng nhau. Vì là cũ nên không chỉ có người, mà chính ta cũng hiện lên như một nhân bản khiếm khuyết. Những bão giông chưa hề biết lo sợ, những sớm mai không phải hong khô những chơi vơi. Vì có người, một mảnh ghép hoàn hảo, rồi đi qua nhau. Vậy đấy, đau có chút xíu mà. Rồi thì người cũ về đâu đó chen vào giữa mấy tách cà phê trong bữa họp nhóm bạn. Lúc đó bạn cười chết ngất, đưa đẩy đôi ba câu: "Ủa, không nghĩ có lúc quen người vậy luôn đó." Nông cạn hết biết. Hay, trời ơi, tụi bay nhắc làm tao mới nhớ ra. Tự dưng có giọt buồn nào rơi giữa hai lần cười. Bạn ngồi đó ngay quán cà phê, ngoài kia nắng rửng lên, lòng thì trốn theo về hoài niệm xưa mất rồi còn đâu. Thời gian qua nhiều, chỉ làm dày thêm nỗi nhớ chứ không cứu chuộc phần ký ức đó tan đi. Rồi thì người cũ bạn đã quên đó, có lần tạt ngang về chiếm bao một xíu rồi đi. Về ngồi cùng xem một cuốn phim cũ, hưởng cùng bóng mát của hàng cây nào đó trên con đường quen thuộc. Bạn đâu muốn gặp, tự nỗi nhớ trêu ngươi đó chứ. Bạn quên rồi. Đâu đó trên mạng nói, người yêu cũ như một quyển sách đã đọc. Dù có yêu lại lần nữa, đoạn kết đã biết trước, thì cũng như vậy thôi. Bạn cãi, nếu cuốn sách đó hay, thì cũng nên đọc lại một lần nữa trong đời chứ. Dẫu đoạn kết đớn đau, bạn chấp nhận hết. Do cái tính bạn thích phản biện vậy thôi, chứ bạn quên rồi. Nếu nhớ là một cái dao lục nhất cứa vào da thịt, thì nó đã mòn đến tận cán. Vì bạn biết, sớm mai, những buổi sớm phải dừng đôi vai, đơm một nụ cười mượn, thắp lên môi, rồi trôi vào đời. Dù không có người ta, bạn vẫn ổn. Những chênh vênh không cần phải tựa đầu, những chống vánh không cần hơi ấm của lòng bàn tay ai kia san sẻ. Bạn quên, nên bạn đi qua cũng như cách người ta đi qua đời bạn vậy, nhẹ tên à. Và bạn cảm ơn người cũ. Cảm ơn này bạn chưa từng nói và cũng không định nói. Vì lẽ người đã đến bên đời ta, tô một chút màu, bày biện một chút xáo trộn, rồi đi, thế thôi. Nên ai nhắc người cũ, bạn cười ỏn ẻn nói quên rồi. Anh đưa Tùng đi, anh bảo là em trai em đọc cái gì mà buồn dữ vậy, chia tay thôi mà. Tùng cười như là một phản xạ dành cho một anh chàng bad boy vậy đó. Cảm thấy câu nói vừa rồi như góp thêm một hơi lạnh trên xe. Cũng đôi lần lướt Facebook, Tùng rơi vào trong mấy cái chủ đề bàn tán về người yêu cũ. Có cả ngàn lượt comment đủ chuyện hài hước, nhưng không khó nhận ra đó là một kiểu không cam tâm.
khi mà người ta bị bỏ rơi giữa đường. Tùng cười chết ngất. Rồi Tùng tưởng tượng ra ngay cái cảnh chính họ, những anh hùng bàn phím này, có khi lại mỗi đêm ngần ngừ thật lâu trước một số điện thoại vốn đã thuộc lòng, nhắn tin vu vơ rồi xóa, rồi lại nhắn nhưng không gửi. Thấy mà thương ghê. Nói đâu xa, mỗi năm Tùng đều có bánh kem ăn cùng với con nhỏ bạn vào cái ngày mà không phải sinh nhật của nó lẫn của Tùng. 7 năm đều đặn như thế, kể từ ngày nó trở thành người yêu cũ của một người và ngược lại. Riêng vụ này thì không có biết nên buồn hay nên cười. Xe đang đi qua cầu đó các bạn. Người ở bên ngoài bây giờ thì cũng vãn rồi. Anh tài xế taxi xin phép Tùng được kéo cửa kính xuống. Rồi trong tay anh từ lúc nào có một nắm tóc theo gió trôi đi. Anh nói giọng tính queo à, cái tóc này á là lượm từng sợi khi mà cổ bị ung thư á. 10 năm rồi, phôi pha được rồi. Cảm ơn những bài viết rất hay của các bạn đã gửi về những ngón tay đang. Hãy để lại bình luận và chia sẻ radio nếu bạn cảm thấy đồng cảm. Hẹn gặp lại bạn trong radio lần sau trên những ngón tay đang.